Hương chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Doji. Ngày hôm nay thì nhà sành Doji sẽ giới thiệu đến quý chị các sản phẩm quần jean đồng giá là 250k trên một sản phẩm bất kỳ và đang gồm phí ship trên toàn quốc. Quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Doji tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Doji là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên nhà sản xuất giới thiệu đến quý chị sẽ là một chiếc váy quần jean với tông màu đen. Các bạn nào yêu thích những cái tông màu tối giản, các bạn có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Mã D188, chiều dài là 93, bụng là 80, đùi là 26 và ống là 14 cm. Bác nào thường mặc quần size 30 thì các bạn có thể là lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng ôm, và bác nào yêu thích cái phong cách gọn gàng chúng ta cũng có thể là lựa chọn cái sản phẩm này luôn. Chất liệu jean rất là mềm mịn nên là quý chị chúng ta yên tâm mặc lên thoải mái dễ chịu. Em này thì sẽ là cái chất liệu jean không co giãn, nhìn chung thì cái độ co giãn của nó cũng không đáng kể. Mã của mình sẽ là D188 này. Quý chị có thể là quan sát kỹ một chút các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm ra xa cho các bác có thể là coi được cái form dáng của em này. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Thì đây sẽ là một con quần với tông màu xanh và cái sản phẩm của mình sẽ là cái tông màu rất là trẻ trung để cho quý chị chúng ta lựa chọn. Mã D189, chiều dài là 93, bụng là 84, đùi là 29 và ống là 19 cm. Em này sẽ có size 32 này. Và cái sản phẩm của mình sẽ là có cái thiết kế rách gối này. Nó sẽ là các cái thiết kế của thương hiệu chứ không phải là nhà sành Doji tác động gì thêm đâu. Đây sẽ là một cái thiết kế cơ bản sẵn có của thương hiệu rồi. Các bác có thể thấy thì cái form dáng của mình sẽ là thiết kế cái form dáng suông, kiểu quần ống cũng tương đối là ôm này, nên là bác nào muốn mặc gọn gàng chúng ta cũng có thể lựa chọn cái sản phẩm này luôn. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu jean rất là mềm, và cái này cũng là cái sản phẩm với cái độ co giãn rất là nhỏ thôi, không co giãn lắm, nhưng mà được cái chất liệu jean lại rất là mềm mịn nên là vẫn đảm bảo cho quý anh chị là mặc lên thoải mái dễ chịu. Và chúng ta cũng có đầy đủ các cái thiết kế túi trước túi sau để cho các bác chúng ta đựng ví tiền điện thoại này, và cái phần cúc khóa của mình toàn bộ đều là hàng kim loại nên là quý anh chị chúng ta yên tâm với cái độ bền của nó. Mã sẽ là D189. Các bác có thể là quan sát lại một lần nữa toàn bộ form dáng và các thiết kế chi tiết màu sắc của sản phẩm này. Rồi chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Đây sẽ là một form quần jean với tông màu xanh than. Em này cái tông màu cũng tương đối là đậm. Mã của mình là D190, chiều dài là 93, bụng là 78, đùi là 25 và ống là 14 cm. Dành cho các bác nào chúng ta thường mặc quần size 29 thì mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Form dáng của mình cũng là thiết kế form dáng ôm, chất liệu jean mềm và có cái độ co giãn nhẹ nhẹ thôi. Và cho quý chị chúng ta có thể coi kỹ một chút cái tông màu cũng như là cái chất liệu của sản phẩm. Em này thì sẽ là một sản phẩm của nhà Baccaro, bên trên này là tem mác của thương hiệu này và hai bên cũng có túi chéo đầy đủ. Ở đây cho quý chị chúng ta coi cái phần cúc của sản phẩm với cái thiết kế cúc rất là đẹp. Bên trên này nó sẽ là cái phần nó sẽ khắc tên của thương hiệu ở bên trên cái cúc này luôn. Mã của mình là D190 và đây sẽ là thiết kế mặt sau của sản phẩm. Những cái họa tiết chi tiết làm cũng rất là kỳ công cẩn thận này, và cho các bác có thể là quan sát lại một lần nữa cái form dáng của này, một thiết kế với cái form dáng ôm và cái tông màu xanh than này cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Mã của sản phẩm sẽ là D190. Mọi thông số nhà sản xuất sẽ ghi lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm của nhà Top Ten. Đây là một con quần jean với cái tông khá là sáng màu. Mã sẽ là D191, chiều dài là 92, bụng là 80, đùi là 29 và ống là 16 cm, size 30 này. Form dáng của mình cũng là cái thiết kế form dáng ôm và chất liệu của mình là một con quần chất jean rất là dày dặn. Và em này cũng có một cái độ co giãn nhẹ nhẹ để các bác mặc lên nó được thoải mái dễ chịu. Một thiết kế suông trơn đơn giản basic để cho quý chị chúng ta có thể lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm. Với sản phẩm này các bác yên tâm phối đồ cực kỳ dễ luôn, và cái sản phẩm của mình mặc lên cũng rất là trẻ trung. Cúc khóa của mình toàn bộ cũng là cái hàng khóa IKK rất là xịn sò. Mã sẽ là D191. Quý chị có thể là quan sát kỹ một chút các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm này. Và em này cái độ mới cũng còn rất là cao nên là bác nào vừa mặc cái sản phẩm này thì mình có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm nữa, cũng là một con quần với cái tông màu khá là sáng. Đây sẽ là một sản phẩm của nhà Double Root, bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu. Mã D192, chiều dài là 90, bụng là 72, đùi là 28 và ống là 18 cm. Cho quý chị chúng ta thường mặc quần size 26, các bác có thể lựa cho mình cái sản phẩm này. Form dáng của mình cũng là cái thiết kế form dáng suông. Em này thì mặc lên cũng rất là gọn gàng, nó không, cái ống của nó không bị quá ôm mà cũng không quá rộng nên là quý chị chúng ta yên tâm mặc lên một cái form dáng rất là vừa vặn. Và cái tông màu của mình sẽ là cái tông màu rất là trẻ trung, cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta
phối đồ luôn một con quần suông trơn đơn giản cho quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Có lẽ là bác nào cũng nên sở hữu cho mình một cái sản phẩm quần jean trong tủ đồ. Em này sẽ có mã là D192 này, quý chị có thể là coi lại toàn bộ phần giá của cái sản phẩm này. Chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo, thì đây sẽ là một con quần với cái tông màu xanh khá là đậm. Bác nào mà yêu thích những cái tông tối màu thì mình có thể lựa chọn các cái sản phẩm với cái tông màu xanh than đậm như thế này. Đây là một thiết kế của nhà Ben Ben Jean và mã sẽ là D193, chiều dài là 89 này, bụng là 78, đùi là 28 và ống là 14 cm. Cho các bác chúng ta thường mặc quần size 29 thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Form dáng của mình cũng là cái thiết kế form dáng quần ôm này, chất liệu jean rất là mềm luôn và cái độ mới cũng còn rất là cao. Em này thì sẽ là hàng không có giãn, ở cái độ có giãn của nó cũng không đáng kể nên là mình sẽ quy luôn là hàng này không có giãn đi, nhưng mà được cái là chất liệu jean rất là mềm nên là các bác yên tâm mặc lên thoải mái dễ chịu này. Và cái tông màu của em này sẽ là cái thiết kế màu sắc rất là đẹp, mã D193, một thiết kế chính hãng của nhà Ben Ben, toàn bộ túi trước túi sau đầy đủ cho quý chị chúng ta sử dụng. Ở cái mặt đằng sau túi chúng ta làm các cái họa tiết cũng rất là đẹp cho quý chị này. Và các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ các cái thiết kế màu sắc của sản phẩm này, mã của mình sẽ là D193. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo, thì đây cũng là một con quần với cái tông màu xanh đậm. Em này thì sẽ là một cái thiết kế trông nó đơn giản basic hơn và cũng và là một sản phẩm đến từ thương hiệu Jembangi. Bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu với mã là D194, chiều dài là 97, bụng là 82, đùi là 28 và ống là 17 cm. Cho các bác chúng ta thường mặc quần size 31 mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng suông và cái ống sẽ là cái ống cũng tương đối là ôm này cho quý chị chúng ta coi cái thiết kế gấu của sản phẩm này. Ở một cái thiết kế rất là đẹp và cái độ co giãn của này thì cực kỳ tốt luôn, chất liệu jean thì lại rất là mềm mại để các bác mặc lên nó thoải mái dễ chịu. Đó, em này thì cái độ co giãn của nó thì rất là tốt này và cái tông màu của mình sẽ là cái tông màu phối đồ rất là dễ nên là các bác nào mà chúng ta yêu thích dòng này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy cho các bác chúng ta coi cận một chút các cái chi tiết mặt trước sản phẩm. Cái phần khóa này bên trên sẽ dập tên thương hiệu và cái năm ra đời của cái thương hiệu này luôn này, và một sản phẩm của nhà Ben Bangi và mã sẽ là D194. Đây sẽ là thiết kế mặt sau của sản phẩm, các cái họa tiết ở túi này cũng rất là đẹp và toàn bộ đây sẽ là hình thêu nên là quý chị chúng ta yên tâm về cái độ bền. Mã sẽ là D194. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của em này. Rồi chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo, thì sản phẩm này sẽ là một con quần jean với cái tông khá là sáng màu. Em này có mã là D195, chiều dài là 90, bụng là 68, đùi là 24 và ống là 23 cm. Bác nào thường mặc quần size 24 có thể lựa chọn cho mình cái thiết kế này, cũng là một thiết kế cơ bản basic cho bác chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Chất liệu của mình sẽ là một con quần jean co giãn rất là tốt này, một thiết kế co giãn cực kỳ tốt luôn và các cái thiết kế gấu như này mặc lên rất là trẻ trung năng động cho quý chị. Form dáng bên này nó sẽ là kiểu thiết kế quần loe, để cho quý chị chúng ta coi kỹ cái form dáng của sản phẩm này. Có một thiết kế kiểu quần ống loe này, cái ống từ ở phía dưới này nó sẽ rất là rộng rãi thoải mái để quý chị chúng ta sử dụng. Mã là D195, một thiết kế với cái độ mới còn cực kỳ cao luôn. Các bác có thể thấy thì đằng sau chúng ta có một cái tác da rất là xịn sò bên trên, túi trước túi sau đầy đủ để cho quý chị chúng ta sử dụng em này. Mã D195. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này thì cũng là một cái thiết kế với cái tông màu khá là đẹp để các bác có thể dễ dàng chúng ta sử dụng. Và bác nào mà yêu thích những cái thiết kế mài xẻ ở trên quần thì chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm này luôn. Những cái sản phẩm mà có các cái thiết kế nó mài như này thì trông sẽ rất là năng động trẻ trung. Mã sẽ là D196, chiều dài là 100, bụng là 82, đùi là 25 và ống là 15 cm. Cho quý chị chúng ta thường mặc quần size 31, các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng ôm, mặc lên rất là gọn gàng và cái chất liệu jean co giãn cực kỳ tốt luôn này. Họ chất liệu jean vừa mềm mại mà vừa co giãn tốt nên là quý chị chúng ta mặc lên sẽ rất là thoải mái dễ chịu. Và các cái chi tiết mặt trước mặt sau nhìn chung thì cũng như các sản phẩm khác thôi, chúng ta có đầy đủ túi trước túi sau và có các cái phần cúc khóa này đều là hàng kim loại hết. Mã sẽ là D196 này. Các bác chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, thì đây sẽ là một con quần jean với cái tông màu xanh đậm. Mã của sản phẩm này sẽ là mã D197, chiều dài là 103, bụng là 64, đùi là 27 và ống là 24 cm. Size của sản phẩm sẽ là size 22, một thiết kế của nhà Alamode. Bên trên này là tem mác của thương hiệu. Với cái tông màu này các bác yên tâm phối đồ rất là dễ này. Bác nào yêu thích những cái phong cách tối giản mình có thể lựa chọn sản phẩm này. Phong dáng của mình sẽ là thiết kế phong dáng suông, ống tương đối là rộng rãi thoải mái. Chất liệu jean thì sẽ là một cái sản phẩm jean
bởi cái chất liệu không có giãn nên là các bác mặc lên đúng form, chuẩn form. Lần này mã sẽ là D197. Mọi thông số thì nhà sành Lucy sẽ ghi vào phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và bác nào yêu thích những cái tông màu xanh nhạt, các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này này. Đây sẽ là một thiết kế của nhà S Mango. Bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu và mã sẽ là D198. Chiều dài là 87, bụng là 74, đùi là 26 và ống là 17 cm. Cho quý chị chúng ta thường quần size 27, các bác có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Form dáng của mình thì sẽ là thiết kế form dáng ôm. Các bác nào muốn mặc gọn gàng chúng ta có thể lựa chọn sang cái sản phẩm này. Và chất liệu jean thì sẽ là một cái sản phẩm không có giãn nên là quý chị chúng ta mặc đứng form, chuẩn form. Đây sẽ là cái thiết kế chi tiết của gấu này, một cái thiết kế rất là đẹp. Và các bác có thể là quan sát lại một lần nữa toàn bộ form dáng cũng như là cái màu sắc của em này, mã D198. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một cái sản phẩm cũng với cái tông tối màu này, để cho bác nào chúng ta yêu thích cái phong cách tối giản, các bác có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Mã D199, chiều dài là 103, bụng là 72, đùi là 25 và ống là 16 cm. Cho bác nào thường mặc quần size 26, các bác có thể lựa chọn cho mình cái thiết kế này. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng ôm, mặc lên rất là gọn gàng, một thiết kế nhã nhặn lịch sự cho các bác chúng ta lựa mình mặc đi chơi đi làm. Em này chất liệu jean cực kỳ mềm luôn, độ co giãn thì cũng không đáng kể, nhưng mà chất liệu jean rất là mềm. Và đây sẽ là một thiết kế của nhà Comfort Basic, tem mác đầy đủ rõ ràng và mã của sản phẩm này sẽ là mã D199. Các bác có thể là quan sát lại một lần nữa toàn bộ các cái chi tiết mặt trước, mặt sau của sản phẩm. Và chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Và đây sẽ là cái sản phẩm với tông màu xanh đậm này, một thiết kế với cái tông màu trơn từ trên xuống dưới luôn. Mã của sản phẩm này sẽ là mã D200, chiều dài là 108, bụng là 82, đùi là 24 và ống là 14 cm. Em này sẽ có size 31. Các bác có thể thấy thì đằng sau cái phần túi quần nó làm rất là đẹp, với cái họa tiết này sẽ là cái họa tiết thêu ở bên trên. Bên trên này thì sẽ là một cái tác gia của thương hiệu. Và đây sẽ là thiết kế ở mặt trước sản phẩm, cũng đầy đủ túi trước, túi sau này. Và có cho quý anh chị các cái thiết kế cúc khóa kim loại, độ bền rất là cao. Chất liệu của mình thì sẽ là một con quần jean chất liệu dày dặn, và em này cũng là không co giãn. Đó, cái độ co giãn thì cũng không đáng kể. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng ôm, mặc lên cực kỳ gọn gàng cho quý anh chị để chúng ta lựa chọn mình mặc bên trời đi làm. Mã D200. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con quần loang này. Bác nào yêu thích cái phong cách nó năng động trẻ trung một chút thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm thiết kế loang màu như này cũng rất là đẹp. Mã D201, chiều dài là 107, bụng là 82, đùi là 27 và ống là 18 cm. Size của sản phẩm này sẽ là size 31 này. Form dáng của mình sẽ là thiết kế cái form dáng suông kiểu quần ống đứng. Chất liệu sẽ là chất liệu jean mềm và em này cũng không co giãn. Các bác mặc lên form dáng đúng form, chuẩn form, lại gần cho quý chị chúng ta có thể coi được cận các cái chi tiết mặt trước, mặt sau của sản phẩm. Một thiết kế rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Và toàn bộ các sản phẩm jean ngày hôm nay độ mới rất là cao, vì là toàn bộ nằm trong cái lô hàng mới về. Em này sẽ có mã là D201, công số nhà sành Lucy ghi ở phía bên tay trái màn hình của quý chị. Và tiếp theo thì sẽ là một con quần jean cũng với cái tông màu rất là basic, đơn giản. Đây là một sản phẩm của Natural Fit và mã sẽ là D202, chiều dài là 91, bụng là 74, đùi là 27 và ống là 19 cm. Cho quý chị chúng ta thường mặc quần size 27 mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng suông và cái ống của mình sẽ là thiết kế ống không quá ôm mà cũng không quá rộng. Chất liệu jean rất là mềm và em này cũng là hàng không có giãn nên là các bác mặc lên form dáng chuẩn chỉnh luôn. Cái phần cúc này làm cũng rất là đẹp cho quý chị chúng ta coi cận chất cũng như là cận các cái chi tiết của sản phẩm. Cúc khóa toàn bộ là hàng kim loại, túi trước túi sau đầy đủ cho quý chị chúng ta đựng ví, tiền, điện thoại khi mà đi ra ngoài. Cái màu của em này cũng là một cái màu rất là dễ phối và mặc lên cũng rất là trẻ trung. Mã D202, các bác có thể là coi lại một lần nữa cái form dáng của sản phẩm này. Và chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo. Em này sẽ là một bộ quần với tông màu xanh nhạt này. Mã của sản phẩm là D203, chiều dài là 89, bụng là 78, đùi là 28 và ống là 16 cm. Size của sản phẩm này sẽ là size 29 này. Bác nào yêu thích những cái sản phẩm nhạt màu một chút để chúng ta mặc lên trẻ trung năng động thì hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này luôn. Với form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng ôm, cho bác nào yêu thích cái phong cách gọn gàng lịch sự. Chất liệu sẽ là chất liệu jean mềm và em này cũng là hàng không có giãn, nhưng mà quý chị chúng ta yên tâm, những cái thiết kế chất liệu jean mềm mại như này các bác mặc lên vẫn rất là thoải mái dễ chịu. Mã D202, thiết kế mặt trước mặt sau thì cũng là những cái thiết kế rất là cơ bản thôi. Cho quý chị chúng ta coi lại cái phong dáng của em này. Giờ chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Em này cũng là một cái sản phẩm với cái tông màu nhạt này, những cái tông sáng màu như này mặc lên rất là trẻ trung. Mã sẽ là D204, chiều dài là 90,
chiều dài là 95, bụng là 90, đùi là 32 và ống là 20cm, size 35. Và bác nào mà chúng ta bụng to, bụng bự, chúng ta có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này với thiết kế rất là rộng rãi, thoải mái, với cái form dáng của mình là form dáng xua, mặc lên cũng khá là gọn gàng, chất liệu jean mềm và em này cũng là hàng không có giãn này. Chúng ta sử dụng em này mặc trong mùa hè năm nay rất là ok, vừa trẻ trung năng động, các bác có thể là lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm cũng rất là nhã nhặn lịch sự. Mã D204. Các cái thiết kế chi tiết các bác có thể là thông qua livestream quý chị chúng ta có thể là quan sát kỹ một chút. Rồi mình cùng xem lại một lần nữa cái form dáng phim này, một cái thiết kế form dáng cũng rất là dễ mặc dễ dùng, mặc lên thoải mái dễ chịu cho mình, và mã là D204. Chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo, thì em này sẽ là một thiết kế chính hãng của nhà Zara, bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu này. Một cái thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Zara, mã D205, chiều dài là 92, bụng là 78, đùi là 30 và ống là 17cm. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng xua mà cũng rất là gọn gàng. Cho quý chị chúng ta coi cận cái thiết kế chi tiết của gấu này, những cái thiết kế như này mặc lên cực kỳ trẻ trung cho mình luôn. Và cái chất liệu jean rất là dày dặn với cái độ co giãn là không co giãn. Ở em này thì quý chị chúng ta mặc chuẩn chỉnh cái form dáng của sản phẩm, mã D205, tông màu cũng tương đối là sáng màu để các bác chúng ta mặc lên nó được trẻ trung năng động. Trên này sẽ là một cái tác da này của thương hiệu Zara này, và cho các bác chúng ta coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của em này. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ có cho mình cái tông màu xanh tham, và form dáng của em này sẽ là thiết kế form dáng ôm, mã của mình là D206, chiều dài là 102, bụng là 72, đùi là 24 và ống là 15cm. Bác nào thường mặc quần size 26 các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Bên trên cái phần chữ trên đây sẽ là thiết kế hình thêu này, rất là đẹp luôn. Đây cũng là một con quần rất là cơ bản basic để cho quý chị chúng ta lựa chọn mình sử dụng, mình mặc đi chơi đi làm. Mã D206, tông màu này sẽ là cái tông màu rất là dễ để cho quý chị chúng ta có thể phối đồ. Và chúng ta cùng đến sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một con quần cũng rất là đẹp này. Bác nào yêu thích cái phong cách đơn giản, tối giản, nhẹ nhàng, nếu bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này, với mã là D207, chiều dài là 91, bụng là 76, đùi là 25 và ống là 13cm. Đây là một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo. Uniqlo thì bao giờ họ cũng nổi tiếng với một cái phong cách của họ là những cái thiết kế đơn giản và có cái tính ứng dụng cao, nhưng đồng thời với đó thì cái chất liệu của nó sẽ là những cái thiết kế chất liệu cao cấp, rất là đảm bảo để quý chị chúng ta sử dụng, mình có thể sử dụng lâu dài. Và cái thứ hai nữa là mặc lên nó vạch thật là thoải mái dễ chịu. Như cái sản phẩm này sẽ là một con quần jean co giãn cực kỳ tốt này, chất liệu thì rất là mềm mịn, và mã sẽ là D207. Bác nào yêu thích sản phẩm này của nhà Uniqlo thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất jean. Dạ vâng, vậy là em đã lên hết tất cả các sản phẩm có mặt trong buổi live ngày hôm nay. Hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ưng ý. Nhân danh Doji sẽ được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ nhà sản xuất Doji bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sản xuất Doji ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên